Suy niệm lời Chúa hôm nay ngày 11 tháng 10 năm 2017, thứ tư tuần 27 thường niên. Bài đọc hôm nay có tên là Xin dạy chúng con cầu nguyện. Lời Chúa trong sách Luca chương 11 câu 1 đến 4. Một hôm Đức Giêsu cầu nguyện ở nơi kia, người cầu nguyện xong, thì có một người trong nhóm môn đệ nói với người: Thưa Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện, cũng như ông Gioan đã dạy môn đệ của ông. Người bảo các ông, khi cầu nguyện, anh em hãy nói: Lạy Cha, xin làm cho danh thánh Cha vinh hiển, triều đại Cha mau đến, xin Cha cho chúng con ngày nào có lương thực ngày ấy, xin tha tội cho chúng con, vì chính chúng con cũng tha cho mọi người mắc lỗi với chúng con, và xin đừng để chúng con sa trước cám dỗ. Lời suy niệm. Có nhiều định nghĩa về con người. Con người là con vật biết sử dụng các dụng cụ. Con người là con vật biết suy nghĩ đắn đo. Nhưng như thế vẫn chưa đủ. Phải định nghĩa con người là con vật biết cầu nguyện, nghĩa là có khả năng lắng nghe và đáp lời Thiên Chúa. Con người là sinh vật biết chuyện trò với tạo hóa. Cầu nguyện không phải là nói với một sự vật, một ý tưởng, nhưng nói với một đấng siêu vượt tôi, mà lại rất gần gũi thân thương và biết tôi. Đấng ấy nói với tôi và nghe được lời tôi nói. Có nhiều tâm tình khi ta cầu nguyện, thống hối tri ân, ca ngợi, thờ lạy, dâng hiến, nài xin. Nài xin chẳng phải là điều hạ giá con người. Con người cảm nghiệm được thân phận mong manh, nên khiêm hạ đi tìm sự nâng đỡ. Xin cho chúng con bánh cần dùng mỗi ngày. Bánh vật chất, bánh tinh thần, bánh thánh thể, bánh cho chúng con sự sống. Xin tha thứ tội chúng con, để chúng con được sống bình an sau những va vấp. Xin đừng để chúng con sa trước cám dỗ. Cơn cám dỗ lớn nhất là chỉ sống cho mình và khép lại trước Thiên Chúa và anh em. Quỳ xuống cầu xin là thái độ của người biết mình, biết những gì mình có thể làm được và biết những gì nằm ngoài tầm tay của mình. Khi tương quan giữa Mỹ và Iraq căng thẳng cực độ, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Kofi Annan đã tới Baghdad để thuyết phục phía Iraq ký vào bản thỏa thuận. Lúc trở về, ông nói: Tôi đặc biệt đã cầu nguyện nhiều. Đừng bao giờ đánh giá thấp sức mạnh của sự cầu nguyện. Chẳng phải chỉ cầu nguyện khi gặp chuyện khó, để hít thở bình thường cũng cần đến ơn trên. Cần có thái độ kiên trì khi cầu nguyện. Hãy cứ gõ cửa nhà Chúa trong đêm mịt mù. Cần tập đứng đợi, tập quấy rầy Chúa. Thế nào Ngài cũng mở cửa và cho mọi sự ta cần. Hãy để Ngài tự do cho vào lúc và theo cách Ngài muốn. Dù điều đó không hợp với ước mơ của ta, lắm khi ta có cảm tưởng Ngài không nhận lời. Có thể vì lời nài xin của ta đầy tính ích kỷ, hay vì Ngài muốn dành cho ta một ơn lớn hơn. Xin Đức Giêsu dạy ta biết cách cầu xin, đưa ta ra khỏi những bận tâm hẹp hòi về chính mình, để thấy những nhu cầu lớn lao của hội thánh. Ơn cao cả nhất mà chắc chắn Cha muốn ban cho ta đó là Chúa Thánh Thần. Có Thánh Thần là có niềm vui, sức mạnh, ánh sáng, sự sống. Có khi nào ta nài xin Cha ban Thánh Thần chưa? Lời cầu nguyện. Con tạ ơn Cha vì những ơn Cha ban cho con. Những ơn con thấy được và những ơn con không nhận là ơn. Con biết rằng con đã nhận được nhiều ơn hơn con tưởng. Biết bao ơn mà con nghĩ là chuyện tự nhiên. Con thường đau khổ vì những gì Cha không ban cho con và quên rằng đời con được bao bọc bằng ân sủng.
tạ ơn cha vì những gì cha cương quyết không ban, bởi lẽ điều đó có hại cho con. Hay vì cha muốn ban cho con một ơn lớn hơn, xin cho con vững tin vào tình yêu cha. Dù con không hiểu hết những gì cha làm cho đời con. Amen.